Cô chào các bạn, cô rất hân hạnh được đến với các bạn vào tiết học ngày hôm nay. Ở các tiết học vần trước, các bạn đã được học 6 vần có âm O đứng ở đầu vần. Đó là vần A, vần E, vần Oai, vần Oai, vần Oan và vần Oan. Hôm nay, cô cũng sẽ giới thiệu đến các bạn hai vần mới có âm O đứng ở đầu vần. Đó là vần Oan và vần Oan. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Nhìn vào bức ảnh trên màn hình, các bạn có biết các chú thanh niên xung phong đang làm gì không? À, các chú thanh niên xung phong đang vỡ hoang một sườn đồi đó các bạn. Vỡ hoang là làm cho đất hoang trở thành đất trồng trọt. Cô có từ vỡ hoang. Các bạn nghe cô đọc, vỡ hoang. Trong từ vỡ hoang, có tiếng vỡ chúng ta đã học rồi. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau học tiếng hoang. Trong tiếng Hoang có âm hờ chúng ta đã học rồi, vậy còn vần oan cũng chính là vần đầu tiên cô muốn giới thiệu đến các bạn. Quan sát vần oan, các bạn thấy vần oan có hai âm o a đứng ở đầu vần, âm ngờ đứng ở cuối. Các bạn nghe cô đánh vần nhé. O a ngờ oan. Các bạn đánh vần theo cô. O a ngờ oan. Lần hai. O a ngờ oan. Các bạn nghe cô đọc trơn nhé. Oan. Các bạn đọc theo cô. Oan, lần hai, oan. Trở lại với tiếng hoang, các bạn thấy tiếng hoang có âm hờ đứng trước, vần oan đứng sau. Cô sẽ đánh vần như sau. Hờ, oan, hoang. Các bạn đánh vần theo cô. Hờ, oan, hoang. Lần hai, hờ, oan, hoang. Các bạn nghe cô đọc trơn. Hoang. Các bạn đọc theo cô. Hoang. Lần hai, hoang. Các bạn nghe cô đọc trơn nhé. Vỡ hoang. Các bạn đọc theo cô nào. Vỡ hoang. Lần hai. Vỡ hoang. Các bạn thân mến, cô vừa hướng dẫn các bạn cách đọc vần oan và từ khóa có mang vần oan. Các bạn lắng nghe cô đọc lại nhé. O a ngờ oan. Vần oan. Hờ oan hoang. Vỡ hoang. Các bạn đọc theo cô. O a ngờ oan. Vần oan. Hờ oan hoang. Vỡ hoang. Lần hai. O a ngờ oan. Vần oan. Hờ oan hoang. Vỡ hoang. Vần thứ hai cô muốn giới thiệu với các bạn đó là vần oan. So sánh vần oan và vần oan, ta thấy giống nhau là cùng có âm ngờ đứng ở cuối vần, còn khác nhau là vần oan có hai âm oa đứng ở đầu vần, còn vần oan thì có hai âm oa đứng ở đầu vần. Chính vì sự khác nhau ấy nên khi đọc ta cũng đọc khác nhau. Các bạn nghe cô đọc nhé. Oan, oan. Các bạn đọc theo cô. Oan, oan. Lần hai. Oan, oan. Các bạn cùng cô phân tích vần oan nhé. Vần oan có hai âm o á đứng trước, âm ngờ đứng sau. Khi đánh vần chúng ta đánh vần theo thứ tự. Âm nào đứng trước đánh vần trước, âm nào đứng sau đánh vần sau. Các bạn nghe cô đánh vần nhé. O á ngờ oan. Các bạn đánh vần theo cô. O á ngờ oan. Lần hai. O á ngờ oan. Các bạn nghe cô đọc trơn vần nào. Oan. Các bạn đọc theo cô. Oan. Lần hai. Oan. Tiếp theo cô có tiếng hoẳng. Tiếng hoẳng gồm có âm hờ đứng trước, vần oan đứng sau và dấu ngã trên đầu âm á. Các bạn nghe cô đánh vần. Hờ oan hoan ngã hoẳng. Các bạn đánh vần theo cô. Hờ oan hoan ngã hoẳng. Lần hai. Hờ oan hoan ngã hoẳng. Các bạn nghe cô đọc trơn nhé. Hoẳng. Các bạn đọc theo cô. Hoẳng. Lần hai. Hoẳng. Nhìn vào bức ảnh trên màn hình, các bạn có biết con này là con gì không? À, con này là con hoẳng đó các bạn. Hoẳng nhìn bề ngoài giống hệt con hươu nhưng bé hơn, cân nặng trung bình từ 20 đến 30 kg. Hoẳng có bộ lông màu vàng sẫm hay vàng nâu, đầu nhỏ, lanh lợi, chạy nhảy và rất nhanh. Nó chỉ cần vài cái nhảy là đã ở vị trí rất là xa. Cô có từ con hoẳng. Các bạn nghe cô đọc. Con hoẳng. Các bạn đọc theo cô. Con hoẳng. Lần hai. Con hoẳng. Các bạn thân mến, cô vừa hướng dẫn các bạn cách đọc vần oăn và từ khóa có mang vần oăn. Các bạn lắng nghe cô đọc lại nhé. O á ngờ oăn. Vần oăn. Hờ oăn hoăn ngã hoẳng. Con hoẳng. Các bạn đọc theo cô. O á ngờ oăn. Vần oăn. Hờ oăn hoăn ngã hoẳng.
con hoẵng, lần hai o á ngờ oăng, vần oăng, hờ oăng hoăng ngã hoẵng, con hoẵng. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn các bạn cách đọc hai vần oan oăng và hai từ khóa có mang vần oan oăng. Bây giờ cô và các bạn cùng nhau đọc lại cả bài nhé. O a ngờ oan, vần oan, hờ oan hoang, vỡ hoang. O á ngờ oăng, vần oăng, hờ oăng hoăng, ngã hoẵng, con hoẵng. Các bạn đọc theo cô nào. O a ngờ oan, vần oan, hờ oan hoang, vỡ hoang. O á ngờ oăng, hờ oăng hoăng, ngã hoẵng, con hoẵng. Lần hai. O a ngờ oan, hờ oan hoang, vỡ hoang. O á ngờ oăng, hờ oăng hoăng, ngã hoẵng, con hoẵng. Cô cảm ơn các bạn vì đã học cùng cô. Bây giờ cô chào mình cùng bước sang hoạt động mới nhé. Ở hoạt động này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chữ ghi các vần và chữ ghi các từ mà chúng ta vừa mới học. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chữ ghi vần oan. Các bạn đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết chữ ghi âm O, nối liền nét với chữ ghi âm A và chữ ghi âm N. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2. Ta được chữ ghi vần oan. Tiếp tục quan sát màn hình, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chữ ghi vần oan. Đầu tiên, các bạn đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết chữ ghi âm O, nối liền nét, viết chữ ghi âm Á. Nhưng để đảm bảo tính liền nét, ta chưa viết dấu Á mà nối liền với chữ ghi âm N. Dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Sau đó, ta lia bút, viết dấu Á cho chữ ghi âm Á, ta được chữ ghi vần oăn. Đến với chữ ghi từ vỡ hoang, ta viết như sau, đặt bút giữa khe ngang 2, viết chữ ghi âm V, nối liền nét, viết chữ ghi âm Ơ. Cuối cùng, lia bút, viết dấu ngã trên đầu chữ ghi âm Ơ, ta được tiếng vỡ, cách một con chữ O, ta đặt bút tại đường kẻ ngang 2, viết chữ ghi âm H, nối liền nét với chữ ghi vần oan. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Ta được chữ ghi từ vỡ hoang. Để viết được chữ ghi từ con hoẵng, ta viết như sau. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết chữ ghi âm cờ, nối liền nét với chữ ghi vần on. Dừng bút tại đường kẻ ngang 2, cách một con chữ O, ta đặt bút tại đường kẻ ngang 2, viết chữ ghi âm hờ, nối liền nét với chữ ghi vần oăn. Để đảm bảo tính liền nét, ta chưa viết dấu cho chữ ghi âm Á mà nối liền nét với chữ ghi âm Ngờ. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Sau đó ta lê bút viết dấu Á cho chữ ghi âm Á và dấu ngã trên đầu chữ ghi âm Á. Ta được chữ ghi từ con hoẵng. Các bạn thân mến, cô vừa hướng dẫn các bạn viết xong chữ ghi vần oan, chữ ghi vần oăn, chữ ghi từ vỡ hoang và chữ ghi từ con hoẵng. Bây giờ cô và các bạn cùng nhau xem một clip nhé. There was a farmer had a dog and Zwingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Zwingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Zwingo was his name. Oh, I-N-G-O, B-I-N-G-O.
was a farmer, had a dog and Bingo was his name. Oh, NGO, 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 and Bingo was his name. Oh, các bạn vừa xem clip có hay không nào? Bây giờ cô và các bạn cùng nhau trở lại bài học nhé. Ở hoạt động này, cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng có mang vần oan và vần oăn chúng ta vừa mới học. Đầu tiên, cô giới thiệu với các bạn hai từ, đó là từ áo choàng và từ oan oan. Từ áo choàng có tiếng choàng mang vần oan chúng ta vừa mới học. Các bạn nghe cô đánh vần. Chờ oan choang huyền choàng. Các bạn đánh vần theo cô. Chờ oan choang huyền choàng. Lần 2. Chờ oan choang huyền choàng. Các bạn nghe cô đọc trơn. Áo choàng. Các bạn đọc theo cô. Áo choàng. Lần 2. Áo choàng. Sang từ oan oan. Các bạn thấy từ oan oan có hai tiếng đều mang vần oan chúng ta vừa mới học. Các bạn nghe cô đánh vần. O a ng oan. O a ng oan. Oan oan. Các bạn đánh vần theo cô. O a ng oan. O a ng oan. Oan oan. Lần 2. O a ng oan. O a ng oan. Oan oan. Tiếp theo, cô giới thiệu đến các bạn hai từ còn lại, đó là từ liến thoắng và từ dài ngoẵng. Từ liến thoắng có tiếng thoắng mang vần oăn chúng ta vừa mới học. Tiếng thoắng gồm có âm thờ đứng trước, vần oăn đứng sau và dấu sắc trên đầu âm á. Các bạn nghe cô đánh vần. Thờ oăn thoăn sắc thoắng. Các bạn đánh vần theo cô. Thờ oăn thoăn sắc thoắng. Lần 2. Thờ oăn thoăn sắc thoắng. Các bạn nghe cô đọc trơn. Liến thoắng. Các bạn đọc theo cô. Liến thoắng. Lần 2. Liến thoắng. Từ cuối cùng đó là từ dài ngoẵng. Từ dài ngoẵng có tiếng ngoẵng mang vần oăn chúng ta vừa mới học. Tiếng ngoẵng gồm có âm ng đứng trước, vần oăn đứng sau và dấu ngã trên đầu âm á. Các bạn đánh vần theo cô. Ng oăn ngoăn ngã ngoẵng. Ng oăn ngoăn ngã ngoẵng. Lần 2. Ng oăn ngoăn ngã ngoẵng. Các bạn lắng nghe cô đọc trơn. Dài ngoẵng. Các bạn đọc theo cô. Dài ngoẵng. Lần 2. Dài ngoẵng. Vừa rồi cô trò chúng ta vừa luyện đọc được 4 từ ứng dụng. Bây giờ cô và các bạn cùng đọc lại nhé. Các bạn nghe cô đọc. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Các bạn đọc theo cô. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Lần 2. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Các bạn ơi, các bạn có biết áo choàng là áo thế nào không? Áo choàng là áo dài đến đầu gối, dùng khoác ngoài để giữ vệ sinh trong khi làm việc hoặc để chống rét. Vậy còn dài ngoẵng là thế nào nhỉ? Dài ngoẵng là quá dài. Khi nhìn ta sẽ có cảm giác không cân đối. Trở lại với nội dung bài học, các bạn cùng nghe cô đọc lại cả bài nhé. O a ng oan, vần oan. H oan hoang, vỡ hoang. O á ng oan, vần oan. H oan hoang, ngã hoảng, con hoảng. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Các bạn đọc theo cô nào. O a ng oan, vần oan. H oan hoang, vỡ hoang. O á ng oan, vần oan. H oan hoang, ngã hoảng, con hoảng. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Lần 2. O a ng oan, vần oan. H oan hoang, vỡ hoang. O á ng oan, vần oan. H oan hoang, ngã hoảng, con hoảng. Áo choàng, oan oan, liến thoắng, dài ngoẵng. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các bạn đã học cùng với cô. Sau bài học này, cô có gửi đến các bạn một số bài tập nho nhỏ. Các bạn nhớ nhờ ba mẹ in ra để làm bài nhé.
Nếu có gì chưa rõ, các bạn hãy nhờ ba mẹ gọi điện cho cô giáo của mình. Cô giáo sẽ hỗ trợ các bạn học tập thật tốt. Cô chúc các bạn luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học thật giỏi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.